Thưa quý vị và các bạn, sáng nay diễn ra chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 giữa VNPT Hưng Yên và Sở Giáo dục Đào tạo Hưng Yên, đồng thời khai trương trung tâm điều hành giáo dục. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, VNPT Hưng Yên và Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên thống nhất hợp tác toàn diện để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu, đổi mới phương pháp dạy và học tại các trường, phát triển trường học, lớp học thông minh, xây dựng mô hình chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số trong ngành giáo dục và đào tạo. Phát biểu tại buổi ký kết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng khẳng định việc chuyển đổi số là xu hướng chung, là yêu cầu mang tính tất yếu khách quan. Giáo dục đào tạo là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện chuyển đổi số. Đồng chí yêu cầu phải có kế hoạch chi tiết, cụ thể và thực hiện bài bản. Trong quá trình thực hiện, cần có sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành liên quan. Với việc xây dựng mô hình trường học thông minh, cần chọn một số trường ở mỗi cấp học tại một số địa phương có điều kiện để thực hiện thí điểm. Nhân dịp này, đã khai trương Trung tâm Điều hành Giáo dục IOC thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên.